Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hiện tại thì mình đưa mấy bé chăn làng qua làng mới ở, nhưng mà có vẻ không thích hay sao á. Cứ đi lung nha lung nhông trên này nè, rồi tụm 3 tụm 4 lại, không biết nói gì nữa. Mình nghe ò ò ò ò ò không à. Đó. Ò ò. Không biết nói gì nữa mà cứ sáng sớm là tụm lại đây cái mấy bác này nhìn nhau vậy đó. Mà ở dưới thì không chịu ở, nhà mình xây đàng hoàng hết trơn rồi, chỉ có một vài bác là ở dưới thôi à. Thành thử ra bây giờ thì mình sẽ chịu khó dạy nghề cho mấy bác này luôn ha. Dù sao đây cũng là nơi ở mới mà. Dạy nghề đây, bác nào chưa có nghề vô trong học nha. Tại vì trong đây có cái giường tối, vô ngủ chắc cũng sẽ ngồi học nghề luôn á. Ở đây cũng phải cần có nghề nữa nè. Nhà này khá là bự ha, nên mình sẽ đặt hai cái khối dạy nghề luôn. Đó 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 đó, được nè, hai bác này được nè. Đấy, phải vậy chứ. Dân làng phải chăm chỉ như vậy. Tương tự ở đây thì hình như chưa có khối nghề nữa nè. Mình sẽ cho làm nghề thu thư đi. Đó. Tiếp tục. Nè, chuẩn bị vô học hay sao đây nè? Chuẩn bị vô học hay gì nè? Ấy chà chà, bữa nay mấy học sinh chăm chỉ đó nha. Đó, được đấy, được. Ok à. Ai dạy mà đổi ra sách đó vậy? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Bác nào cho thầy Lộc ngủ cái bữa đi, cho thầy Lộc ngủ cái bữa. Ngủ cái bữa đi á. Đỡ phải lấy cái giường trong kho đồ ra. Rồi. Sáng dạy nốt thêm hai bác nữa là mình sẽ đi. Ôi. Ủa. À, cái này chắc là phù thủy tự spawn ra chứ không phải là trong ngôi làng nữa, hết hồn. Làm giật mình nè. Ui, phù thủy trâu chưa kìa. Ui, phù thủy đúng trâu luôn, mình bắn cả buổi trời mới chết á. Trâu thật sự. Rồi đó nha, mình đã dạy nghề xong xuôi đâu hết rồi đó. Giờ thì mấy bác tự lo mà làm việc đi á. Lâu lâu thì mình sẽ ghé qua thăm ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành ghé qua cái biệt thự của mình để mình pha thuốc một xíu ha. Ê, chưa. Còn thiếu một thứ rất là quan trọng trong bữa nay luôn. Hôm nay thì mình sẽ không chế tạo những loại thuốc bình thường nữa, mà mình sẽ làm mũi tên mà nó có hiệu ứng thuốc luôn. Như vậy cho nó xịn ha. Và lần này thì mình sẽ cần đến những cái hơi thở của rồng mà lần trước mình có lấy từ con rồng Ender. Hôm nay sẽ cần đến nó đó. Coi nào. Xuống đây trước. Lên lầu. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo một cái loại thuốc độc trước ha. Mới vô nghe thuốc độc có vẻ hơi căng đó nha. Đây nè, chuẩn bị nè. Đó, thuốc độc này ha. Cho thêm mắt nhện nữa để nó tăng cái nọc độc lên. Và kết quả mình thu được đó chính là lọ thuốc sát thương tức thì. Bây giờ thì mình sẽ tăng cái bây giờ mình sẽ có hai lựa chọn. Một là tăng cái sức mạnh của nó lên, rồi sau đó mới biến thành thuốc chọi ha. Chắc mình sẽ tăng cái sức mạnh của nó lên đi, cho nó thành sát thương tức thì 2, cấp độ 2 luôn ha. Rồi mình mới thử cho thuốc xuống vào để nó thành cái loại mà có thể ném được á. Đấy, cho thử thuốc xuống vào. Có chạy nha. Nó có chạy là được, chỉ cần nó thành thuốc chọi được thì mình có thể thêm vào cái hơi thở của rồng này. Đây cũng là một cái nguyên vật liệu khá là hay á. Mình cho vào thì cái lọ thuốc nó sẽ tồn tại trên mặt đất luôn á. Cực kỳ xịn. Rồi, cho hơi thở vô ha. Chuẩn bị ơi, chúng ta chuẩn bị chế ra được lọ thuốc có sát thương rất là cao á. Cái này thì mấy bà phù thủy ưa chọi mình nè. Nên hôm nay mình học hỏi mấy bà phù thủy làm ra luôn cho nó xịn ha. Hồi hộp quá. Mình chỉ có 6, tổng cộng là 6 cái bình thôi. Nên cũng phải sử dụng cho nó thiệt là kiểu như là đúng lúc ha. Rồi, ủa, mà khoan, hình như cái này nó còn có công dụng là chế tạo được mũi tên nữa thì phải. Ê, được ấy nhờ. Mình sẽ bay về cái nhà chính của mình. Mình coi mình còn mũi tên không. Nope. Mũi tên. Ủa. Nope.
Băm được một lúc thì mình được 32 mũi tên nè. Giờ thì mình sẽ thử coi coi nó có làm được. Đấy, nó có làm được nè. Làm được mũi tên sát thương tức thì. Một bình thì mình sẽ làm được 8 mũi tên nhá. Và mình có thể làm được tổng cộng là 32 mũi. Được thật sự, được thật sự. Ê con dùm bài này láo thế nhờ. Con này láo thiệt đó chứ. Lẽ giờ mình xử nó luôn ta. Được á, mình sẽ lên lên nỏ cái mũi tên sát thương tức thì ha. Rồi. Không biết mình bắn nó xảy ra sao đây, hồi hộp á. Một xíu con xương xuất hiện, đây. Ủa con nó xuất hiện là con vậy. Bắn thử một cái coi chết hay không nha. Ui một cái không chết à. Trời ơi bắn một cái mà không xi nhê luôn á. What? Mình tưởng là nó sẽ mạnh lắm chứ. Nhưng không. Nó bắn như gãy ngứa ấy. Trời đất ơi. Hay là tại cái nỏ nên nó không được mạnh lắm ta. Hay là mình sẽ thử sang cái cung nhờ. Ủa hợp lý á, nhiều khi mình thử sang cây cung thì nó lại mạnh hơn á. Được, bây giờ mình sẽ thử sang cây cung ha. Lấy cây cung mình ra, mình còn cây cung mà. Cung sức mạnh 4 lần á. Không phải giỡn đâu. Rồi. Đây. Thử. Ok, một cái cũng không chết. Ủa sao mình coi người ta bắn cái mũi tên này á, một cái chết queo luôn á, sao vô tay mình nó yếu như ta. Ất vọng tràn trề, muốn trầm cảm luôn, muốn sang chấn tâm lý luôn. Tưởng đâu hôm nay lại chế tạo thêm một loại vũ khí có sức không phá hủy diệt giống như lần trước chứ. Hay chắc là tại mình mình tự đánh giá cao quá sức mạnh của cái mũi tên này rồi. Thật sự thì nó không có mạnh như mà mình nghĩ ha. Khá là đáng tiếc luôn á. Ngủ ké nữa đi. Sao có gà mình có thói quen hay đi ngủ ké với mấy chân làng á nhờ. Rồi và tạm thời gác qua cái vụ mũi tên này đi ha. Đánh giá của mình thì nó sẽ không có mạnh bằng pháo hoa đâu. Pháo hoa nó vẫn là một cái gì đó có sát thương trên diện rộng tốt hơn ha. Rồi và hôm nay thì mình sẽ làm một cái thành tựu nó liên quan đến những chú mèo. Và mèo thì thích ăn cá nên mình sẽ ghé thủy cung trước để mình lấy cá chuẩn bị cho công việc làm cái thành tựu này ha. Ở trong Minecraft á, nó có một cái thành tựu là mình cần phải kiểu như là thuần phục tất cả các loài mèo luôn. Mèo phiên bản mới nữa có rất là nhiều màu á, mèo đen, mèo vàng, mèo đốm, mèo sọc, mèo nâu. Nhiều lắm, nói chung là có tổng cộng là 11 loại mèo khác nhau ha. Thành thử ra bây giờ mình cần phải thu phục hết. Nhưng mà mình thì chỉ mới thu phục được có 7 loại mèo thôi. Còn tới tận 4 loại mèo nữa. Không biết đó là những cái mèo màu gì nữa nè. Khó là khó chỗ đó đó. Mình sẽ đem cỡ 2 stack cá ha. Là đủ rồi. Mình nghĩ 2 stack là đủ á. Và công việc còn lại đó chính là tìm làng thôi. Mèo thì thường sẽ xuất hiện ở những ngôi làng á, nên mình cần phải tìm những ngôi làng. Và kế bên đây có làng luôn nè. Được. Vô test thử thế nào. Coi như thế nào ha. Có mèo đây không? Mèo. Ủa cái làng này còn cái chuông à. Ui hiếm á nha. Bây giờ làng mà còn chuông là hơi bị hiếm luôn. Tại vì mình đi đến đâu là mình vơ chuông đến đó. Còn cả nhà bác rồi ràng nè. What? Really? Ủa vậy là cái làng này mình chưa ghé qua. Rồi. Tới công chuyện nữa rồi bác thợ rèn ơi. Kim cương. Không phải kim cương mà là giáp ngựa cũng được ha. Kệ. Được, thương lắm luôn á. Trời ơi. Giáp ngựa kim cương thì mặc vô ngựa rất là đẹp ha. Rồi và bây giờ thu phục mèo nè. Đừng chạy mấy cưng, đừng chạy. Cho ăn cá này nha, đừng có chạy. Mèo đen là như mình thu phục rồi. Rồi mèo đen thu phục rồi nè. Mình sẽ ghi ra đen là thu phục rồi. Tới em mèo nâu. Đừng chạy cưng.
Nâu coi được chưa? Nâu rồi luôn nè. Đen nâu rồi đó. Ê, chà chà căng nha. Mấy em mèo này lần trước là tại mình làm cái farm, farm gì ta, farm Reaper, nên mình đã thu phục được khá là nhiều mèo rồi ha. Giờ thì phải tìm thêm mèo nữa, mà có vẻ làng này hết mèo rồi. Tính ra cái làng này cũng to phết đấy, hai nhà bác tôi rèn một lượt luôn mà. Ồ, được đấy, nhưng mà hết mèo rồi nên chắc mình sẽ đành phải đi tìm một ngôi làng khác thôi. Wow, ở đây có cái hang siêu đẹp luôn nè. Kim cương luôn. What the hell, tới công chuyện thiệt chứ. Một pha bay lượn ngẫu hứng của mình á, lủi xuống viên kim cương luôn mà. Ảo ma Canada thiệt. Rồi sẵn tiện nè. Trời ơi, đôi lúc mình ngẫu hứng cái là nó lại có những cái phần thưởng bất ngờ như vậy á. Có thêm không? Được 8 viên kim cương liền. Trúng mánh liền ha. Mình nghĩ là còn nữa đó. Thôi thì mèo thì có thể tìm sao, mà kim cương thì lâu lâu mới đi tìm. Nè, thấy chưa? Thời mình tới các bạn ơi. Thời mình tới. Đấy, kim cương là tìm như vậy nó mới thích chứ. Tìm kiểu ngẫu hứng á. Rồi đi tiếp coi, có vẻ cái hang này còn dài lắm. Ui, trời ơi, nó nổ chết đồng đội luôn. Ripper nguy hiểm thiệt. Rồi. Còn dơm bài nè. Ui da, bắn hao mũi tên thế. Bắn hơi hao nha, hạn chế lại xíu. Ủa sao bây giờ mấy con quái này nó trâu ấy nhờ? Mình cảm giác nó trâu hơn mọi khi á. Dùng kiếm đánh cũng lâu ngẫm nữa. Ôi nhưng mà mình thấy là cái hang này hơi bị to luôn á. Wow, lại có kim cương phía trước à. Nó còn dẫn tới một khu mỏ nữa chứ. Ui, ủa cái này có thiệt không vậy, hay là mình đang nằm mơ vậy? Gì mà kim cương nhiều thế? Bình thường nhân phẩm của mình đâu có gì đâu ta. Trên này thì chỉ có một quặng thôi. Ok, một quặng thì cũng được, có là ok rồi. Con xương này láo tét. Con xương này là mua tên luôn, tịch thu hung khí ha. Rồi qua đây để lấy kim cương. Ây da, ây, 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 ây. Ui, nguy hiểm nha. Đừng chủ quan. Mình có thể hy sinh bất kỳ lúc nào á. Da ship nữa là đi đai rồi. Thôi là xử lý kịp. Rồi giờ thì lấy kim cương tiếp. Bên đây thì hết rồi ha. Vậy là còn hai chỗ ở gần khu mỏ nữa thôi. Wow, ở đây là tầng thứ mấy mà kim cương nhiều thế nhở? Tầng âm 50 mấy luôn á. Mà quá trời kim cương á. Đây nữa nè. Lắm. Một quặng, hai quặng, ba quặng luôn. Wow, nhưng mà hơi nhiều nhện đó nha. Lấy cũng không yên với nó đâu. Lắm. Ba quặng kim cương. Bên đây thì sao? Bên đây ba quặng nữa là tuyệt vời nè. Ê, phía trên cao vẫn còn nữa cơ. Thích ghê á. Cái gì đây? Cái con này nó định cầm đá để tăng sát thương lên hay sao á? Nó định lấy đá nó chọi mình hay sao kìa. Láo tét. Rồi, và bên đây chỉ có một thôi ha. Không quá tệ. Mình có nên đi sâu hơn vào khu mỏ hay không ta? Mình nghĩ là nên á, nhưng mà trước khi vào khu mỏ tiếp thì để mình lượm cái kim cương ở phía trên đó trước ha. Chứ không thôi một hồi mình quên mất ấy. Đâu, trên này nè. Ủa, có Ripper đợi sẵn. Mình đục nó một phát nó lọt dưới nó gãy chân rồi. Trời ơi, bữa nay sao mình lực hết nhờ. Đấm một phát con Ripper văng đâu cả chục mét á. Nay được tăng sức mạnh rồi. Lượm nhiều kim cương quá tăng sức mạnh rồi. Nữa kìa. Ui. Ồ, bữa nay mình đúng hên luôn á. Các bạn coi đi, mình cứ càng đi là càng gặp thêm nhiều kim cương ấy. Oh my god. Nó vươn đông cái tay mình. Holy shit nữa. Thì ngẫm rồi. Sợ thiệt chứ. Rồi, lượm kim cương đây luôn.
Một quả. Ok. Còn viên nào nữa không? Đi cho hết đường nào. Nhiều khi cuối đường nó lại có thêm á. Bên đây thì sao nhờ? Wow. Hình như cái này nó trở lên trên lại rồi. Yep, cái này là trở lên trên rồi ha. Ok. Dưới này thì sao? À, dưới này là khu mỏ mà mình nãy định xuống nè. Nói chung là mấy cái này nó đều thông với nhau á, nên khá là dễ cho mình á. Giờ thì công việc của mình chỉ cần là quan sát thật là kỹ rồi lượm kim cương thôi. Úi giời ơi. Ngẫu hứng một phép, hốt liền 30 mấy viên kim cương. Wow. Đúng kiểu thời mình tới cả không kịp á. Bên đây nữa nè. Lượm tiếp. Mấy con nhện này nó cứ cản đường mình thôi à. Cay thiệt chứ. Cản đường nè. Đừng để mình nóng. Rồi. Ba. Ồ, sao có vẻ nãy giờ mình gặp nhiều kim cương đó nhưng mà toàn là mấy cái quặng đơn thôi. Lần có một quặng à. Đào nó không được nhiều cho lắm. Phải chi gặp lần 2-3 quặng nó kế nhau á, đào vậy thì mới mau vào được. Rồi, khúc này thì ê, mình thấy kim cương. Mình đã thấy rồi. Nó ê. Oh my god. Oh my god. No. Hồi máu, please. Hồi máu đi. Oh my god. Nước. Trời. Ui, chút xíu nữa xong mình rồi. Oh my god. Nguy hiểm thật sự. Mình phải xử đẹp bọn quái vật này mới được. Nó đã gián tiếp suýt nữa là giúp mình chơi map khác luôn rồi đó. Nguy hiểm ghê á. Ôi mình phải cẩn thận không mới được. Ôi thấy kim cương cái là bị mất tập trung, suýt nữa là đi rồi. Không sao, giờ vẫn ổn nha. Còn thở là còn chơi liều. Rồi. Đây có một viên thôi. Lấy tiếp. Ok. Đó toàn là một viên thôi à. Khá là ít luôn á. Tiếp tục. Mình nghĩ. Nè, đây còn nữa nè. Wow. À, ở đây là 2. Được nha, 2 là top. Ý là cúp mình đã có gia tài rồi đó. Mà kiểu như nó cũng không được nhiều như mình mong muốn ha. 44 viên rồi. Hang thì vẫn còn đường nè. Đi tiếp thôi. Đây. Ở đây có thêm 2 nữa. Lên được 49. Ok. Kiểu như mình vô cái hang này xong mình bị cuốn theo luôn á. Mình cứ mãi đi tìm kim cương ấy. Các bạn có thấy giống mình không? Cái hang gì đâu mà rõ to luôn. Đi từ nãy giờ vẫn chưa hết nữa nè. Nè còn nữa nè. Wow. Được của nó đấy. Rồi. 51. 55. Sướng chưa kìa. Đó, sức mạnh của gia tài 3 đó. Cho bọn chúng tự xử nhau đi ha. À và nó còn có cái lầm spawn nữa. Đi xuống dưới đi. Chóc ác. Đi xuống dưới đi. Té gãy chân nè. Rồi. À cái này là lầm spawn của con zombie. Rồi. Hi. Lại là giáp ngựa kim cương. Tổng cộng là 2 cái giáp ngựa kim cương trong chuyến đi ngày hôm nay rồi đó. Đập luôn. Cái này xa nhà mình lắm. Nên không giữ lắm gì đâu. Rồi. Và vẫn còn đường. Trời ơi, mình nghi mình tìm một hồi là một stack mấy kim cương luôn á. Tại vì càng đi là càng có kim cương mà. Mà ở đây hết kim cương rồi, hết đường luôn rồi. Căng rồi nha. Nó bắt đầu gần hết đường đi rồi đó. Bây giờ mình phải tìm ra những cái đường đi mới được. What the hell?
Tính ra nãy bay một phát vô trong đây luôn, không thấy hết. Tới hồi đi ra thì gặp hai quặng, ba quặng luôn. Đó, 63 viên rồi. Đây rồi, thời của mình tới đây rồi. Ôi, nhưng mà cái hang này nó cũng làm mình mấy pha giật mình đó nha. Suýt nữa thì ngẫm mấy pha luôn á, chứ không phải một pha nữa. Ồ, chỗ này đi rồi. Ê, bên kia có kim cương nữa cơ. À, được tê nhờ. Được đấy, được đấy. Cái này là viên thứ 64 chắc chắn đây nè. Nếu mà hên thì có thể cho thêm. Đó, nó cho thêm. Wow. Vậy là bây giờ mình đã dư ra được 3 viên rồi nè. Bắt đầu đếm lại. Để coi coi hôm nay tìm được 2 stack kim cương hay không nha. Hồi nãy giờ đi ở trên kia nhiều à. Giờ thì mình sẽ lũi vô khu mỏ ha. Tại vì khu mỏ này nó còn một vài cái xe mỏ. Xe mỏ và nó có cả kim cương trong này nữa. Đúng là khi mà mình hên mình làm cái gì nó cũng ra kim cương hết á. Kiểm tra coi trong đó có kim cương không. Đó. Ở đây cũng có thể gặp được mấy cái quặng kim cương trong khu mỏ nha. Tại vì khu mỏ mà nên nó rất là dễ tăng tỷ lệ gặp quặng luôn. 9 viên rồi. Còn thêm không? Hết luôn. Và đây rồi, đây rồi. Lâu lắm mình mới gặp mấy cái hồ nhung nham giống như vậy. Hồi xưa là mình ưa tìm kim cương. Đó. Biết ngay mà. Hồi xưa là mình ưa tìm ngay mấy cái hồ lava lắm. Có gà ít rồi, tại vì giờ hơi hiếm gặp á. Mà bây giờ mới gặp là đã có kim cương rồi nè. Biết mấy viên đây. Ôi, nữa. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ok. Gì vậy, sau nay mình té nhung nham nhiều lắm luôn á. Té lần thứ 3 rồi đó. Ồ, cái chỗ này được. 3 rồi, 3 quận rồi. 4 quận, 5 quận, 6 quận, 7 quất đây, 8, what, 9, 10, 11, 12. Really, nigga? Thiệt hả? 12 quận. Oh, cái này chắc hơi bị hiếm á. 12 quận chung một chỗ. Không tin được luôn á. Ủa, trên này chỗ nãy mình mới đi xuống mà. 12 quận chung một chỗ. What? Ở bên kia vẫn còn đường. Quên. Là phải đi qua bên đây mới đúng chứ. Nữa kìa. Đằng xa xa có quận kim cương nữa kìa. Đây quận nữa nè. Là hai chỗ rồi đúng không? Càng đi rồi càng gặp hang cái ta. Được thiệt chứ. Đây nữa nè. Ui, mà bay không tới. Một bạn. Rồi trở lại nhân phẩm như nãy rồi. Mấy cái này chú ý là mấy cái quặng đơn à. Lần nó có một quặng thôi. Hiếm lắm mới gặp được mấy cái quặng mà nhiều vậy á trời. Này thì hai quặng nè. Đấy đấy. Khá hơn tí rồi đấy. Hốp luôn. Rồi. Vậy là được 37 viên rồi ha. Một stack và 37 viên. Nữa, kim cương tiếp. Chỉ cần chịu đi là chịu có kim cương ha. Ồ, chỉ có một quặng nữa thôi. lâu lâu chọc thèm mình bằng một chỗ cả đống kim cương hay sao á. Giờ đào toàn ra một mà. À, trên kia hai kìa. Đó, ít gà là phải vậy chứ. Rồi, mục tiêu là hai stack kim cương sắp thực hiện được rồi. Lâu phải... À, ba quặng luôn. Lâu phải cho... Mình thể hiện đào kim cương bữa chứ. Bên đây còn đường nè. Hay là vô trong khu mỏ. Ê, trong khu mỏ nó có kìa. Mình thấy cái màu xanh xanh. Ripper né ra nha cưng. Chỗ anh đang làm chuyện đại sự. Ui, đừng có bắn nào. Ui, con này láo. Người ta đang nhảy lên đây mà cứ bắn hả. Mấy quặng. Ui, một quặng vậy. Đây, có xe mỏ. Hai xe mỏ luôn. Không, ơi có thể tên. Được. Lại một cái thẻ tên nữa, sao không phải là kim cương. Đây, kim cương đây. mới nói. Một quãng, hai quãng. Và chúng ta đã được 58 viên rồi. Cái xe mỏ này. Trời gì đây. Trời ơi, thẻ tên tiếp. Thẻ tên tiếp nè. Cây tê. Số toàn là tết tên nhưng mà để nhạc mèo luôn.
Wow, khá là phù hợp với chủ đề ngày hôm nay á. Chủ đề ngày hôm nay là mình làm thành tựu thuần phục mèo. Đây rồi, gia tài, cúp gia tài, nhân phẩm mới dồn vô cái cúp đi. Yes, thành công. Như vậy thì thử thách mà mình đặt ra trong cái chuyến khám phá hang này đã làm được rồi ha. Mình đã có thể tự tay tìm được 2 stack kim cương trong một cái hang thôi. Đỉnh thiệt. Đây rồi, có làng, có làng. Mèo méo mèo 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 đâu rồi? Ủa cái làng này quen đấy nhờ. Ủa? Oh. Oh my god. Sao mình chưa nghe tiếng mèo ta? À kìa kìa, mèo trắng, mèo trắng. Mèo trắng. Mình theo trí nhớ của mình là mình chưa có bắt được á. Lại đây cưng, lại đây cưng. Lại đây ăn cá. Ui. Không chịu hả? Không chịu nữa. Không chịu hả? Mình chạy luôn, có ai chạy nhanh? 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 Chạy ra khỏi cái làng luôn. Có ai chạy nhanh? Có ai chạy nhanh? Rồi. Đó, 8 trên 11 rồi. Yes. Vậy là mèo trắng là một trong những em mèo mà mình chưa thuần phục á. Ô, cái tàn tích gì mà nhìn lạ vậy? Ơ, có gì hố lấp lánh luôn à? Ồ, giờ mình mới biết là trong tàn tích có những cái miếng dưa hấu lấp lánh luôn á. Từ đầu tới giờ mình lút mình không có gặp á. Ui, vậy luôn. Là gần đây nó cũng có làng nữa nè. Được, để coi coi. À đây đây, làng làng. Làng có mèo, làng có mèo. Ui, có mèo nâu nữa cơ. Mình tóm em mèo nâu trước, thuộc phục em này trước. Mèo nâu, được chưa, được chưa. Ồ, vậy là em mèo này là một trong những em mình chưa thu phục nè. Rồi, vậy tới mèo nâu. Ôi nè, mèo xám. Lại đây cưng, lại đây cưng. Cưng chạy không có lợi anh đâu. Cưng chạy không có lợi anh đâu, chủ động đi. Không chịu chạy lại hả, mình gượt luôn. Chạy đi đâu. Ồ, mèo xám mình đã thu phục rồi. Ờ đúng rồi, mèo này mình cũng thu phục. Ui cái gì. Trời ơi, ra mèo con luôn rồi. Mèo đen của bà phù thủy á. Ái cha cha, mình lại phát hiện thêm một cái chuyện không may nữa là làng này gần chỗ cướp. Không được rồi, tính mình là nghĩa hiệp đó giờ. Không thể cho bọn cướp này ha, có cơ hội kéo qua cướp làng mình được. A few moments later. Uầy, ôi chị là chỗ của bọn cướp lại sáng nhất đêm nay rồi. Tội nghiệp chứ cơ. Ra định tìm mình. Định tìm mình trả thù hả vậy? Ủa em mèo này đi đâu vậy? Trời ơi, thôi chỗ này nguy hiểm lắm, về làng đi. Đừng đi theo anh. Dịch chuyển theo mình á, khổ ghê á. Ồ, bọn cướp này tội nghiệp vậy, có con tên à. Mà cái nhà còn không còn nữa. Ồ, có tên thứ hai, có tên thứ hai. Có tên thứ hai á. Tên thứ hai thì sao, vẫn phải chết thôi. Đây rồi, à bọn chúng đang kéo về, nghe tin nhà cháy cái kéo về kìa. Nhưng mà muộn rồi, ta đi trước đây nha. Dễ gì mà tóm mình được. Chuồn liền các bạn. Phía trước mặt mình là hai em mèo. Cá này cứng, đừng chạy. Chạy đi đâu. Chạy lên anh không? Chạy, ui. Nhanh vậy, mèo tốc độ ha. Mèo gì mà chạy nhanh dữ vậy? Thôi đi mà. Ra đây đi. Trời ơi, mèo gì mà chạy nhanh thì chứ. Kìa, cống đít lên chạy luôn kìa. Thôi. Mệt ghê á. Đây rồi, đây là mèo thứ 10 ha. Loài mèo thứ 10. Wow. Còn một loài mèo duy nhất nữa thôi. Ủa phải em này không ta? Em này nhìn cũng lạ lắm nè, mắt xanh. Mèo mắt xanh. Hình như mèo dùng băng tuyết chạy nhanh hơn hay sao á. Mình chạy theo muốn không kịp luôn. Nào, đứng yên nào. Đó. Yes. Mình sắp kiểu như là mở cái đại lý mèo luôn rồi đó. Nãy giờ mình đã thu phục thêm được hình như là 4 loài mèo mới đó ha. Nói chung thì phân biệt được hết mấy loài mèo trong đây cũng hơi mệt. Tại vì có một số loài nó khác nhau, có một vài chi tiết nhỏ xíu ha. Mà hôm nay thì mình cũng đã thu phục được toàn bộ những cái loài mèo rồi ha.
Giờ thì Sương Sương làm được cái nhiêu 14 khối nữa chứ nhiều. Và sẵn tiện mình sẽ lấy thêm một ít cái vụn netherite ra để mình làm cái thành tựu liên quan đến cây cuốc netherite ha. Mình cần phải nâng cây cuốc lên netherite thì chúng ta sẽ được thành tựu một sự cống hiến nghiêm túc ha. Đó, quá là đã luôn. Hồi xưa là cái thành tựu là mình xài hư một cây cúp cây cuốc kim cương á, mà bây giờ nó thành cái thành tựu này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gắn vào đây những cái khối kim cương đó. Ôi trời ơi, trời ơi nó đã. Ôi ui nhìn nó đẹp chứ kìa. Gần full ơi, gần full ngay hai đây, hai khối nữa là được ba tầng rồi ha. Quá là đã luôn. Sắp rồi, sắp rồi. Ngày đó không còn xa nữa đâu các bạn ơi. Và sẵn tiện để kỷ niệm cái hành trình mà mình đi thu phục những cái loài mèo trong Minecraft á, thì mình sẽ xây một cái bức tượng mèo đâu đó ở gần gần làng luôn á. Tại vì làng cũng là nơi xuất hiện mèo á, nên mình sẽ xây đâu đó quanh đây thì nó sẽ thích hợp hơn. Nhìn từ xa coi có giống mèo chưa ta, hay là giống giống con chó là chết luôn á. Giống con mèo đi. Đó, trời ơi, mình xây xong có mấy dân làng lại tò mò lên kìa. Tính ra cũng được á chứ, nhìn cũng giống bé mèo con lắm á. Okay. Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì nếu như mình chế tạo thành công cái loại vũ khí từ mũi tên sát thương tức thì á, nếu mà nó mạnh thì hôm nay đã là một cái ngày tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì mũi tên sát thương tức thị nó không mạnh giống như là mình tưởng tượng ha. Nhưng mà không sao, bù lại thì hôm nay mình đã làm được một cái thành tựu cũng tương đối khó. Đó chính là thu phục tất cả các loài mèo trong Minecraft nè. Đồng thời thì còn có một cái chuyến đi khám phá hang động cực kỳ hên nhé. Mang về tới tận 2 stack kim cương liền luôn. Mà trong thời gian rất là ngắn nữa. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tiếp tục phát huy cái sự may mắn này. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.